Dạ em Minh xin chào các bác anh em, quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Trong video này thì em Minh xin giới thiệu tới các bác anh em một cặp loa đến từ Mỹ, thương hiệu DCM, mã model là KX212. Một cặp loa rất là cao lớn, sở hữu cấu hình rất là khủng long và đáp ứng tốt cho chúng ta vừa trưng bày với một cái nền màu gỗ tuyệt vời, màu đẹp, màu gỗ vàng rất là đẹp, sang trọng và đáp ứng tốt cho chúng ta vừa nghe, vừa hát cũng như là trưng bày trong gia đình. Vâng, cặp loa DCM KX212. Cặp loa này có kích thước rất là lớn. Em Minh xin đưa về phần kích thước trước để các bác anh em dễ hình dung nhé. Cặp loa này sở hữu cái chiều cao là 1m17. 1m17. Chiều ngang là 41cm, chiều sâu là 38cm. Cặp loa sở hữu cấu hình ở đây chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình là 4 loa, 2 loa bass 30, đây là 2 loa bass điện thật các bác nhá, 2 loa bass thật 30, 1 loa mid 16 và 1 super check coil. Cặp loa này chơi tốt trong không gian từ 40m². Ngoài ra thì hãng DCM xin nhấn mạnh cho và chia sẻ tới các bác anh em khi mà chưa biết cái hãng này, thì cái hãng DCM là một trong những hãng tiên phong và hầu như tất cả các sản phẩm của họ đều sử dụng cái phần thùng của họ đều sử dụng cấu hình là thùng ma trận. Và cái model KX212 này cũng vậy, bên trong nó có một cái tấm vách ngăn chia đôi thùng, tạo vừa cộng hưởng thùng với thông hơi, vừa cộng hưởng thùng với vách ngăn, nên dòng loa này cho cái giải trầm rất là mạnh mẽ, có thể nói là đánh rất là mạnh và uy lực. Đấy, uy lực như các dòng loa Sherwin Vega và thậm chí là hơn. Còn cái này thì là mình chia sẻ để cho anh em cùng tham khảo thôi, chứ còn về cái đánh giá cái nào hơn cái nào thì mình không có nói được, tại vì cái này nó đánh sẽ rất là mạnh mẽ đó. Cặp loa này thì rất là dễ phối ghép các bác anh em nhé, rất là dễ phối ghép. Chúng ta có thể ghép với các dòng 607, 707 của Sơn Xui hay Pioneer hoặc của Đì Nông, các dòng 1500, 2000, các đời 2000 thì có 2000, 2 la mã, 3 la mã đều có thể phối ghép tốt. Ngoài ra có thể ghép với Jaguar các dòng 506 hoặc là 203, đánh cặp loa này cũng rất là tuyệt vời cho chúng ta vừa nghe nhạc và vừa karaoke. Ở đây thì mình vừa mới xoay bên hông để chúng ta thấy được cái vẻ đẹp rất là mộc mạc, màu vàng đó. Cái này thì các bác anh em trưng trong cái căn phòng của chúng ta thì nó cực kỳ là sang, không những nghe mà phần nhìn rất là sang trọng đó. Em mình tiếp tục quay một chiếc về phía sau để chúng ta thấy được phía sau ạ. Ở phía sau là tấm lưng đen, chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía dưới là có hai lỗ thông hơi cực kỳ là lớn. Lỗ thông hơi này y chang như các dòng Sherwin Vega. Vâng, KX212. Cặp này nếu mà các bác anh em chơi thì có thể nói là rung nhà rung cửa luôn. Đây là e-căng, đầy đủ e-căng zin của DCM. E-căng này bằng nhựa các bác nhá, đầy đủ logo. Cái dòng e-căng nhựa này thì nó rất là lợi khi mà các bác anh em dùng trong quá trình nó bị bám bụi thì chúng ta có thể đem xà phòng và giặt được. Đó, tuyệt vời. Cao 1m17, chiều ngang 41 và chiều sâu là 38. DCM KX212, dòng loa của Mỹ. Thông hơi này nó cũng phải rơi vào khoảng 16 rồi các bác anh em nhé. Hai lỗ thông hơi rất là chà bá ở đây. DCM loudspeaker USA 4446, duy nhất một cặp về trong đợt hàng Mỹ về lần này, rất khan hiếm và em mình đã may mắn rất là khó nhọc để có thể làm đem em nó về tới đây để giới thiệu cũng như là giao lưu tới các bác anh em. Vâng, thì các bác anh em nào muốn có một cặp loa trưng bày đẹp, cấu hình hay, đánh mạnh mẽ và chơi đa năng, vừa nghe vừa trưng, nói tóm lại là như vậy, trong mà lại được hàng Mỹ nữa, thì chúng ta có thể là nghiên cứu sang cặp loa này. Và mức giá mà cặp loa này mình giao lưu tới các bác anh em là 15.500.000 đồng các anh em, các bác anh em nhé. Thì các bác anh em nào có nhu cầu thì xin phép liên hệ cho mình sẽ đóng hàng ship toàn quốc cho các bác anh em với mức giá chỉ 15.500.000 đồng, sở hữu cấu hình 2 bass 30, đây là bass điện thật đó. Và bây giờ thì em mình xin phép dừng video tại đây. Chân thành cảm
ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt các bác anh em trong những video tiếp theo. Thân ái và chào tạm biệt.